trời. Nơi đây tiếng gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo bóng sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính là đường bằng tay chỉ còn em với những đời qua sim mà cái đoạn cuối cùng á con hát sao mà chú Hoài Tâm phải là thật thản thốt nè, rồi chú Đồng Sơn cũng trợn mắt lên, ủa cái này là đệ tử Quang Lê hay sao mà con hát khúc cuối nó ngộ vậy. Bây giờ con hát cái khúc mà những đời qua sim khúc đầu rồi khúc đuôi cũng tặng cho bà con mình đây nè. Con hát những đời qua sim khúc đầu rồi con kết cái khúc cuối, hoặc là con hát cái điệp khúc thì tới khúc cuối luôn. Xin mời nhạc tông đi. Cái cô này có hát cái đoạn cuối ngộ lắm quý vị nghe nha. Em thấy cũng ngộ, em cũng chưa bao giờ hát giống vậy nữa. Ôi ngày trở lại nhìn đôi sim nay vắng người em thơ. Nói gì cho mây gió một rừng đầy hoa sim nên đợi chiều đi không hết tìm cả chiều hoang này tìm cả chiều hoang đến ngồi bên hồ nàng từ dạo hồ hôn nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nếp mi mồ đây có mà đường về thanh thang đôi sim vẫn còn trong lối cũ
người xưa ấy rồi hoàng mới tiêu điều. Đôi xin vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy đổi hoàng mới tiêu điều. Những đồi hoa sim ôi, những đồi vỗ tay không? Có 15 tuổi mà cũng sáng tạo dữ. Sáng tạo hơn chú luôn á. Chú cảm ơn con nha. Con cảm ơn chú và con xin cảm ơn ban nhạc và chú cho nên tin làm âm thanh. Và con xin cảm ơn các cô chú thật nhiều. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều à. Quý vị ơi, quý vị hôm nay thấy Quang Lê có cái micro sao tự nhiên đang nói. Anh, lúc mà em nói thì nghe rõ lắm, mà khi em hát ban nhạc lên á, cái tự nhiên cái giọng em nó bị nhẹ xuống trong cái monitor. Chúng đợi khúc có Ben anh nâng lên giùm em tối đa nha. Hú em chịu. Quý vị thấy Lê ốm hay mập? Bây giờ rốt cuộc là ốm hay mập? Mập hay ốm? Nói chung lại là Quang Lê bây giờ nè, nếu mà tính ra là đã ốm hơn lúc mập rồi, nhưng mà vẫn còn mập hơn lúc ốm, đúng không? Nhưng mà so với lúc mập thì bây giờ ốm hơn lúc mập rồi, mà vẫn mập hơn lúc ốm. Nghĩa là em có giảm mà giảm chưa đáng kể lắm à. Nhưng mà nếu như mà quý vị nào mà đi xem Lê mà sao sát và chặt chẽ hơn á, thì sẽ thấy là Lê gầy hơn lúc trước. Tại vì cái áo này là cách đây 4 năm em mặc vừa, em mới lấy ra mặc lại đây. Dạ. Với là cái thời gian sau này thì Lê có mập hơn thiệt đó, nhưng mà gần đây thì cũng cố gắng giữ gìn cho nên là nó có giảm đi một số cũng được được. Nếu mà tưởng tượng mà em ôm cái số đó trên người là cũng nặng lắm á. Dạ. Nghe số ký thì không bao nhiêu mà nghe số pound thì cũng là cảm động chút xíu. Bây giờ Quang Lê xin mời ban nhạc đánh cho Quang Lê nhạc phẩm.